xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chia ô trong excel giả sử như ở đây tôi có một bảng dữ liệu bây giờ tôi sẽ chia đôi cái ô này ra làm hai phần phần bên phải á tôi sẽ viết là ngày còn phần bên trái á tôi sẽ viết là tiết rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm cụ thể như sau để chia ô cho nó đẹp á thì chúng ta sẽ chỉnh kích thước của ô á nó rộng ra thì nó sẽ đẹp hơn rồi bây giờ tôi sẽ chỉnh kích thước của ô này cho nó rộng ra bạn chúng ta kéo động ra rồi ở đây á tôi sẽ tiến hành là nhập nội dung đầu tiên là tôi sẽ nhập nội dung là ở bên phải trước tức là ngày sau đó tôi sẽ xuống dòng để xuống dòng á thì chúng ta sẽ bấm thổ phím là alt enter thì lập tức á nó sẽ xuống dòng bây giờ tôi sẽ tiến hành là gõ nội dung là tiết sau đó tôi sẽ gõ enter đó như vậy là tôi đã nhập nội dung ngày và tiết tiếp theo ở đây tôi sẽ tiến hành là đưa nội dung ngày nó sang bên phải của ô thì tôi sẽ làm như sau này nhấn đúp chuột vào ô nhớ nha nhấn đúp chuột vào ô sau đó đặt con trỏ chuột trước ngày tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm dấu cách này đó, bấm dấu cách để chúng ta đẩy nội dung sang bên phải đó bạn không lúc này á tôi đã đẩy nội dung ngày sang bên phải rồi thì ở đây này tôi thấy cái dòng này á nó có chiều cao quá rộng bây giờ tôi sẽ thu hẹp lại Nó như thế này thôi rồi sau khi tôi đã đẩy nội dung ngày qua bên phải rồi tiếp qua bên trái rồi tiếp theo tôi sẽ tiến hành là kẻ chéo ô thì để kẻ chéo ô á các bạn chúng ta sẽ chọn vào ô mà bạn muốn kẻ chéo này và Top Home sau đó chọn vào công cụ border ở bên công cụ border á nó có mũi tên chỉ xuống này các bạn bấm vào sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn về tùy chọn đó là More Border Thì lập tức ở đây á nó sẽ chọn cho chúng ta là Tab Border Tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ kể chéo ô Nếu mà các bạn chúng ta muốn kể chéo ô bắt đầu từ bên trái qua Thì các bạn chọn vào đường kế này này Thì nó sẽ kể chéo ô Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là kể từ bên phải qua Thì các bạn chúng ta sẽ chọn ở đường này Thì nó sẽ kể từ bên phải qua đó ở đây tôi muốn là kéo từ bên trái qua thì tôi sẽ chọn vào đường này. Sau đó chọn vào ok. Đó lúc này á nó sẽ kẻ chéo ô. Và cách thứ hai để kẻ chéo ô á, chúng ta làm như sau này, chọn vào ô muốn kẻ chéo, bấm phải chuột. Sau đó ở đây chọn vào format cell này. Tiếp theo ở đây chọn vào tab border. Rồi tương tự ở đây nha, chọn vào ô kẻ chéo. Sau đó chọn vào ok. Thì lúc này các bạn thấy nè, nó sẽ kẻ chéo ô đó là cách thứ hai. đó lúc này các bạn thấy này nội dung ngày á nó sẽ nằm bên phải ô và tiết á nó sẽ nằm bên trái ô. bây giờ tôi sẽ căn giữa cho nó này. đó lúc này nó sẽ nhìn đẹp hơn. đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chia ô trong excel. nếu thấy video hay của á thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. cảm ơn bạn đã theo dõi.